Trong năm vừa qua thì giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam được công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance định giá là 431 tỷ đô la Mỹ, tăng một bậc và vươn lên vị trí thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Và đáng chú ý thì thương hiệu quốc gia Việt Nam được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới giai đoạn 2020-2022. Năm 2022, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng giá trị hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự tăng trưởng của thương hiệu quốc gia Việt Nam, giá trị thương hiệu các doanh nghiệp Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ. Năm ngoái, Việt Nam có 172 doanh nghiệp với 325 sản phẩm được bình chọn đạt thương hiệu quốc gia, tăng hơn 5 lần so với con số 30 doanh nghiệp được bình chọn lần đầu tiên vào năm 2008. Trong số top 10 cái thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam thì có đến 6 thương hiệu thuộc chương trình thương hiệu quốc gia. Thì điều đó chứng tỏ là Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục là một trong những quốc gia có sự tăng trưởng về giá trị thương hiệu hàng đầu trên thế giới nhờ cái sự tăng trưởng về GDP và sự nỗ lực thu hút đầu tư của chính phủ để tăng cường trao đổi thương mại quốc tế. Chương trình thương hiệu quốc gia đã giúp nhiều doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan trọng của thương hiệu. Trong top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam năm 2022, có sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Xây dựng thương hiệu quốc gia là mục tiêu để chúng tôi sẵn sàng thích nghi và có thể đáp ứng tốt và cạnh tranh tốt để vươn ra thị trường quốc tế cũng như là trong cái quá trình hội nhập ngày một sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thế giới. Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ hướng tới là thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh, và để đạt được mục tiêu đó thì trong thời gian tới thì chương trình sẽ tập trung vào triển khai hai cái nhóm giải pháp lớn. Cái thứ nhất đấy là chúng tôi sẽ tăng cường cái phối hợp vùng cùng các bộ ngành, cơ quan liên quan và các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh cái tuyên truyền quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia. Cộng thêm vào đó là chúng tôi cũng phối hợp với lại hệ thống cơ quan thương vụ để mà kết nối các cái doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp tại nước sở tại để mà có thể quảng bá được cái sản phẩm của Việt Nam, hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam cũng như hình ảnh quốc gia Việt Nam. Nếu như năm 2018 mới có 14 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam nằm trong top 50, chiếm tỷ trọng 28%, thì sau 5 năm, con số này đã tăng lên 21 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 42%. Brand Finance châu Á, Thái Bình Dương cho rằng thương hiệu Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có mức độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu về giá trị, nên đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy quốc tế hóa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia Việt Nam.